3233k. Hôm nay chúng ta sẽ hòa 37k với 33k. Tổng lỗ hôm nay chúng ta sẽ co com lót thôi ạ. 33k. Ok, dừng. Ok, rồi. Tổng từ 37k chúng ta còn 4k. Đó, đó là một cái để chúng tôi xử lý đó. Ok, nhưng mà chúng ta có một cái tỷ lệ lót rất là khủng khiếp. Rồi, hôm nay chúng ta phải chấp nhận như vậy. Ok, chấp nhận. Ok.